Tùng dinh 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 các tùng dinh dinh dinh, trước vui theo trăng và phá cô linh đình. Kì ông trăng thanh đất trời mây bao la, ánh trăng vàng tươi càng thêm sáng sân nhà. Ôi, vui quá là vui các bạn ơi. Bây giờ chúng mình cùng lại bàn phát cổ nhé các bạn. Chà chà, nhiều thứ quá. Nào, chúng ta cùng ngồi vào bàn phát cổ thôi. Xem nè, chúng ta có cơm, có bưởi, có bánh kem và cả một đĩa trái hồng nữa nè Na. Tí ơi, sáng mai chúng ta sẽ đi khám phá một vườn hồng để xem loại trái này có nguồn gốc từ đâu và có tác dụng gì đối với sức khỏe con người nha. Vậy bây giờ chúng mình về nhà ngủ sớm đi để ngày mai lên đường nha. Chúc Na và em mèo Mun ngủ ngon. Tí cũng vậy nha. Tạm biệt. Trời ơi, sao trái hồng này chát dữ vậy? Các bạn có biết tại sao Tí lại nhăn mặt khi ăn phải trái hồng này không? Đó là bởi vì đây là loại hồng ngâm. Nhìn vẻ bề ngoài có vẻ giống như chín, nhưng còn nhiều chất chát trong quả. Vì vậy, người ta phải hái hồng về, ngâm vào thau nước ấm, từ 1 đến 4 ngày, vớt ra ăn sẽ ngọt. Chúng mình tới cây hồng kia nha. Tí ăn thử đi, sẽ không chát đâu. Đúng là rất ngọt và giòn thơm. Tại sao có sự khác biệt vậy siêu nhân hồng? À, điều này Na biết, vì đây là loại hồng giòn. Nhưng chắc phải nhờ siêu nhân hồng giải thích vì sao rồi. Trong bất kỳ trái hồng nào cũng có một lượng chất tannin gây chát. Tuy nhiên, trong quá trình chuyển từ trái xanh sang trái chín, giống hồng giòn này mất chất tannin rất nhanh, nên chúng ta có thể ăn hồng giòn được sớm hơn. Bạn có biết hồng là một giống cây thuộc họ thị, được trồng nhiều ở Nhật Bản và Trung Quốc? Ở Việt Nam, hồng được trồng nhiều ở vùng đồng bằng và miền núi. Khoảng tháng 9, tháng 10 là mùa thu hoạch hồng. Lúc đó là mùa thu. Trong mâm cỗ đêm rằm trung thu, không thể thiếu trái hồng đâu bé nhé. Trái hồng tươi ăn rất ngon ngọt, bổ dưỡng, bởi trái hồng chứa nhiều chất xơ gấp 2 lần so với hầu hết các loại trái khác. Rất nhiều nước, vitamin A, vitamin C, protein và là nguồn cung cấp chất sắt, canxi, magie tuyệt vời. Quả hồng giàu chất oxy hóa. Nói đến công dụng của trái hồng thì không ai phủ nhận. Đây là loại trái cây có giá trị dinh dưỡng cao, nên được dùng như một thứ thuốc bổ dưỡng, suy nhược cơ thể. Trong dân gian, hồng còn là liều thuốc trị đau dạ dày hữu hiệu và chữa rối loạn tiêu hóa nhờ chất keo betin tự nhiên trong thịt quả. Các bà, các cô còn ăn hồng thường xuyên để giữ được vẻ tươi trẻ, chống lão hóa. Hồng ăn tươi là ngon nhất, nhưng người ta cũng có thể chế biến thành kẹo, bánh, mứt hồng. Nếu bạn chưa được thưởng thức hương vị thơm ngon của loại trái cây này thì hãy thử nhé. Chúng ta đang ở vị trí này nè. Như vậy là đã đi được một quãng đường khá dài trong khu vườn trái cây. Và đến với khu vườn nào cũng đầy những điều bất ngờ thú vị. Chúng ta sẽ phải tạm biệt khu vườn hồng này để sang vườn cam rồi. Tạm biệt bạn siêu nhân hồng nha. Xin lỗi các bạn, mình đến muộn một chút. Mình có mang tới những trái lê thơm ngon nhất đây. Mời các bạn cùng ăn. Cảm ơn siêu nhân Lê. Trái cây này đúng là thứ mà Na rất thích. Bạn